Nhiệm vụ: 3 vẽ con đoán. Hai ba sẽ luân phiên bốc thăm và có 5 lượt vẽ hình động vật cho con đoán. Nếu đội nào đoán sai thì đội đối phương sẽ có quyền trả lời. Thời gian 3 vẽ 30 giây một lượt, thời gian con đoán 15 giây một lượt. Đội có số lần đoán đúng nhiều hơn được một huy hiệu. Ba vẽ lùm lùm là la là không biết con gì hình lùm đó. Ba vẽ cho hai con đoán nha. Trời ơi, mấy con này sao khó vậy trời. Con này là ba vẽ theo cảm tính của ba nha. Đừng có trả lời thì bà nha. Rồi. Con có gì vậy ba? Con rắn. Chí Quân nói con gì? Con rắn. Rồi, Suri nói con gì? Con rắn. Rồi, hai đứa sai hết. Ba không biết vẽ con sâu người ta hết. Con này là con sâu. Con sâu. Ba vẽ con sâu, con đoán rắn. Không được điểm nha Chí Quân ơi. Đến ba Luân. Hai đứa đón nha, chú Luân vẽ nha. Coi con gì nha. Con gì? Con sỏ. Con sỏ. Con này con gì chú Quân? Con chuột. Đúng không chú Luân? Con chuột. Rồi, thua. Trời ơi, sao mấy con khó không vậy? Sao mà biết? Con gì? Con gì? Trẻ như là con quái vật. Con này không biết vẽ làm sao luôn á. Con này ba không biết vẽ. Con gì vậy Chí Quân? Con rắn. Hả? Con rắn đúng không? Rồi, Suri đón con này con gì? Con heo.